Diệp Thúy Thúy sinh năm 1981 tại Hồng Kông. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông 2005. Không có tài năng hay sự nghiệp nổi bật, Diệp Thúy Thúy thường xuyên xuất hiện trên mặt báo vì những ồn ào tình cảm bên đại gia. Trong đó, người tình nổi tiếng nhất của Diệp Thúy Thúy chính là Huỳnh Hữu Long, chồng của Triệu Vy bây giờ. Sau khi đăng quang, Diệp Thúy Thúy từng được xếp vào một trong những hoa hậu xấu nhất Hồng Kông vì bị công chúng nghi ngờ đã qua giao kéo với cặp mắt hai mí cùng vòng một nảy nở. Không những vậy, Diệp Thúy Thúy thường xuyên xuất hiện với da mặt không một nếp nhăn, trắng bóng và mịn như da em bé, sống mũi cao, cằm vi lai kiểu công nghiệp. Sự biến đổi ngoại hình của cô trong mỗi lần xuất hiện cũng khiến công chúng không khỏi xôn xao. Không chỉ dính tai tiếng phẫu thuật thẩm mỹ, Diệp Thúy Thúy còn bị đồn được đại gia chống lưng, mua giải bởi nhan sắc không tự nhiên cùng tài năng không có gì nổi bật. Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu, Diệp Thúy Thúy ký hợp đồng làm diễn viên và MC cho đài TVB. Tuy nhiên, cô chỉ đảm nhận các vai diễn phụ trong các phim như Công chúa Giá đáo, Danh viện vọng tộc, Cùng tâm kế, Thịnh thế nhân kiệt, Bảo lòng. Kỹ năng diễn xuất của người đẹp họ Diệp không được công chúng công nhận. Cô thường xuyên xuất hiện trong danh sách những mỹ nhân diễn tệ nhất của TVB. Tai tiếng trong sự nghiệp, Diệp Thúy Thúy còn mang danh Hoa hậu đào mỏ vì lịch sử tình ái phức tạp với nhiều đại gia. Cô từng gây ồn ào bởi chuyện tình với doanh nhân Huỳnh Hữu Long, hiện đang là chồng của nữ diễn viên Triệu Vy. Nhờ tham gia ghi hình trong một quảng cáo, cô và Huỳnh Hữu Long mới quen biết nhau. Đại gia họ Huỳnh như trúng tiếng sét ái tình, mê mệt nàng hậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó điên cuồng theo đuổi cô. Từng có tin đồn cho hay, trong khoảng thời gian mới hẹn hò, Huỳnh Hữu Long vung tay tậu cho Diệp Thúy Thúy hai căn biệt thự sang trọng trị giá 30 triệu đô la Hồng Kông, gần 90 tỷ đồng. Thậm chí chỉ mới quen nhau 2 tháng, Huỳnh Hữu Long đã đưa Diệp Thúy Thúy về nhà mình ra mắt với bố mẹ. Anh đã cầu hôn cô bằng nhẫn kim cương 4 carat. Vậy nhưng mối quan hệ của cả hai không kéo dài được bao lâu thì chia tay. Theo nguồn tin, vì Huỳnh Hữu Long muốn sớm có con, trong khi Diệp Thúy Thúy vẫn chưa có ý định bầu bí. Chính vì vậy mà cặp đôi tan đàn xẻ nghé. Diệp Thúy Thúy sau này nức nở chia sẻ với báo giới. Mua cho tôi 2 căn nhà, cuối cùng anh ta cũng đòi lại hết. Theo truyền thông Hồng Kông, trong khi cặp đôi rạn nứt, én nhỏ Triệu Vy xuất hiện, chuyện tình của Diệp Thúy Thúy và Huỳnh Hữu Long cũng theo đó mà chấm dứt hẳn. Chính vì vậy, dân tình mới cho rằng chính Triệu Vy là người giật người yêu của Diệp Thúy Thúy, khiến cô mất đi một nguồn chu cấp tiền bạc đáng kể. Sau khi chia tay, Diệp Thúy Thúy nức nở tâm sự. Hồi đó tôi giống như sống trong chuyện cổ tích vậy. Anh ấy chỉ vì muốn gặp tôi mà đứng đợi dưới nhà suốt 6-7 tiếng đồng hồ. Tôi không ngờ một người thành đạt như anh ấy lại có thể có những hành động như vậy. Anh ấy luôn ân cần đối với tôi cũng như gia đình tôi. Sau Huỳnh Hữu Long, cô tiếp tục cặp kè với hai doanh nhân khác và đều moi tiền từ họ. Thậm chí cô từng bị một đại gia công khai đòi nợ trên mặt báo. Người này cho biết, Thúy Thúy thường chủ động vay tiền họ nhưng không chịu trả lại. Trả lời cho tin đồn chỉ cặp kè với những thương gia giàu có, lắm tiền nhiều của, Diệp Thúy Thúy nói, chỉ cần bạn trai yêu thương tôi là đủ. Nếu anh ấy tốt với tôi, với cha tôi, tiền không còn là vấn đề, cũng không liên quan tới tình yêu. Tôi không bao giờ nghĩ về việc bạn trai giàu có thế nào, tôi chỉ tìm người yêu tôi thật lòng. Sau những cuộc tình chớp nhoáng, tháng 7 năm 2015, Diệp Thúy Thúy tổ chức hôn lễ hoành tráng với thương gia Raymond Chu Hiểu Đông tại khách sạn Four Seasons. Ngày mới tuyên bố yêu nhau, Diệp Thúy Thúy bị nghi ngờ cặp kè vị đại gia này vì tiền. Phản bác tin đồn này, cô nói, tôi không cần tiền, anh ấy đối xử với tôi tốt và đối xử với bố của tôi tốt. Tiền không quan trọng, tiền bạc không liên quan đến tình yêu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sự giàu có của người yêu mình và chỉ muốn tìm người thật sự khiến tôi cảm động. Theo trang tin On, Chu Hiểu Đông không quá giàu có như những gì mà Thúy Thúy từng chia sẻ. Tài sản của anh này cũng chỉ có một căn hộ trị giá 4,3 triệu đô la Hồng Kông, gần 13 tỷ đồng. Hơn nữa, chiếc siêu xe BMW của Châu Hiểu Đông cũng chỉ sử dụng khi hẹn hò với Diệp Thúy Thúy. Còn ngày thường đi làm, anh chỉ chọn xe buýt để di chuyển với giá vé 4,8 đô la Hồng Kông, hơn 14.000 đồng một lượt. Sau khi cưới, cặp đôi cũng thường bị bắt gặp đến các cửa hàng bình dân để mua sắm. Cuộc sống hôn nhân cả hai giản dị, bình dân, chứ không hề giàu có xa hoa. Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Thúy Thúy sinh quý tử đầu lòng cho đại gia họ Châu. Sinh con trai, Hoa hậu Hồng Kông được ông xã hết mực cưng chiều. Năm 2018, cô tiếp tục sinh con trai thứ hai và năm 2019 tiếp tục mang bầu con thứ ba. 4 năm sinh 3 con, Diệp Thúy Thúy thừa nhận vợ chồng cô bị vỡ kế hoạch do sinh liên tục nên sức khỏe cô không được tốt. Tuy nhiên, vợ chồng cô vẫn mong muốn sẽ có thêm con gái trong tương lai. Mới đây, Diệp Thúy Thúy lần đầu xuất hiện trước công chúng sau khi sinh con trai thứ ba.
cô gây bất ngờ với vẻ ngoài xòe xòa, chưa lấy lại vóc dáng sau sinh nở. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc bên con nhỏ. Có thể thấy, dù không còn là gương mặt nhận được sự quan tâm quá lớn của khán giả, nhưng Diệp Thúy Thúy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.